hai giọt thôi là tới tới nái luôn đấy mọi người. Vọt lên gì đấy anh, mà bảo đi cởi ra. Mẹ ơi, mẹ về nhí đi chơi một tí đi. Đi chơi một tí đi làm gì? Gì với cả hai đứa chứ? Ôi trời ơi. Ơi mẹ ơi, mẹ ơi, hơn 8 giờ dậy đi, dậy đi, hơn 8 giờ dậy đi, nhím dậy lâu rồi, hơn 8 giờ dậy đi, nhé, hơn 8 giờ dậy đi, đây này, 8 giờ 32 rồi đây này, dậy đi. Anh em ơi, lạnh quá anh em ơi. Đấy, lại như này làm gì? Lại như này mình kiếm money xin lời trên con game Q88 anh em nhá. Đây, chính là con game Q88 này. Đấy, thì đây là giao diện chính của nó anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy này. Đó, rất là nhiều game hot này. Game nói chung là rất là nhiều game hot thị trường luôn anh em nhá. Đấy, đại lý này. Đó, nói chung là rất nhiều game hot, anh em thoải mái lựa chọn game để chơi anh em nhá. Thì ngoài game hot này ra thì có cả ưu đãi hoàn trả, ưu đãi hoàn nạp này, ưu đãi rất là nhiều ưu đãi luôn này anh em nhá. Đó. Ngoài ưu đãi này ra thì có cái chat này anh em, chat với tất cả anh em bạn bè toàn quốc anh em nhá. Đó, chat trực tiếp nhóm thì chat với nhóm Tele, chat trai xinh gái đẹp nhóm Tele để dưới phần dưới này anh em nhá. Và chat với tất cả anh em miền Bắc luôn anh em nhá. Miền Nam, miền Bắc nói chung rất là nhiều luôn. Ở phần rút nạp thì rất là đơn giản luôn mọi người. Đây phần nạp đây này, phần rút đây này. Đó, nạp rút thì cực kỳ là nhanh, cực kỳ là uy tín luôn. Nạp thì rất là nhanh và rút thì chỉ mất 2-30 giây thôi nhá. Và ngoài như thế này ra nha, nó còn đang có ưu đãi là đăng ký nạp lần đầu sẽ được tặng 80k đến 100k nha. Đó, rất ưu đãi đúng không? Đấy, các bạn nào mà muốn nhận code ưu đãi nhá thì kích phần mô tả bình luận dưới video này. Mình sẽ tặng code miễn phí cho các bạn luôn. Ok chưa? Dậy, dậy bụng anh còn bé đi chơi rồi ấy, đi dậy nhé. Dậy xong rồi pha cháo cho ăn đi. Nhanh. Mẹ ăn cháo. Thì ăn không ăn cháo thì ăn cái gì nhanh. Nào, ui dạ. Đi đến nhà mặt đi xong rồi anh pha cháo ăn. Lạnh lạnh nhỉ. Cứ kệ cứ mặc đi. Mặc đi, mặc đi. Ừ, à, yêu thế, yêu con chứ. Con biết con nói cái gì hả? Nói công chuyện với mình luôn. Có ý đồ cả đấy. Em pha cháo nhé. Ăn cháo nhé. Pha ừ. Bắt con ăn ít thôi. Sáng hôm sáng phải ăn vào cho nó. Có sữa cho nhím chứ nhỉ, nhím nhỉ. Nghe cái mặt chưa? Nghe. Không lấy răng rồi. Không lấy răng. Nhịp. Đúng rồi. Đi vệ sinh. Ăn nửa gói à? Nửa gói không á? Đi lên. Mình ăn cháo cho mẹ em thôi. Mình ăn cháo cho mẹ nhé. Hề hề. À, đợi đồ rồi. Tuyệt sâu quân. Từ pha cháo đấy chứ con. Đấy, cháo nó từ nóng nhá, bỏng nhá. Bỏng lắm nhím ạ, bỏng lắm. Bỏng lá. Nhờ. Bỏng lá. Bỏng lắm nhím ạ. Ôi trời ơi. Toàn rồi. Toàn thật rồi bố em. Có ý đồ cả đấy. Mọi người nhìn đây này, thân sự của mình ấy mọi người. Chỉ có mình mới có thân sự của mình. Hai giọt thôi là tới nái luôn đấy mọi người. Ngọt lịnh. Nghe lên vợ ơi. Mắc bắt. Anh đi đang bỏng, anh đi xong rồi đấy. Đang bỏng ấy. Anh ngồi đi ăn luôn đi. Ngồi ăn. Em đưa mẹ trai, mưa về cha đắn đắt đà đà. Ui, tôi bóp, bóp sữa này con, ui giời ơi. Lướt hết cái rồi. À, cho mình ăn này. Nhanh ăn cháo đi nhanh, ăn, ăn đi xong rồi đấy. Ăn rưỡi rồi. A few moments later. Em nhá.
Mọi người cùng chờ đón kết quả mọi người nhé. Đấy, là từng cái nái cũng tới nóc rồi đó mọi người. Bây giờ sự cảm giác chờ kết quả gì cảm giác hôm nay còn có lên nóc của mọi người nhé. Ok. 2000 years later. Các mẹ nha. Các mẹ ơi. Thì đấy em nhá. Cái gì bình thường ấy, em
em phục vụ anh rồi, bây giờ anh phục vụ lại em đi. Phục vụ cái gì? Phục vụ anh đi. Phục vụ? Sáng sớm đi phục vụ cái gì? Sáng sớm với anh còn chưa kịp ngóc đầu lên thì em đã bảo bắt phục vụ rồi. Làm sao mà nó lên được quả phục vụ? Đi không, em làm cho nó lên được. Nhưng mà em hôm nay em làm sao? Sao em giống hôm nọ thế? Thì đấy. Thì đấy là thì đấy cái gì? Thì em thích lắm rồi. Thích lắm rồi. Em mời cho anh xin đi đấy. Em ngày nào em cũng muốn thế này thì làm sao mà anh chịu nổi? Sao cơ mà? Ngày nào người như cũng lắm một lần. Nhưng mà làm sao hôm nay, nhưng mà tự dưng em bị hay như thế nào? Thì tự dưng em thế không có bấn gì đâu mà. Nhưng mà làm gì có chuyện tự dưng? Nhưng mà tự dưng em thích là được. Đây làm gì có chuyện em làm gì có chuyện tự dưng đâu. Đã bây giờ đã cấn rồi thì cho nó lên hẳn luôn đi em. Đùa anh ấy. Đã rồi cho lên hẳn đi. Thôi em không trách anh đâu. Đi. Không trách anh thì cho anh thử à. Đây. Thử. Đừng. Nếu mà anh thử nữa là cả hai á, tí bố mẹ về không kịp đâu. Đi kệ, tí thôi. Em. Anh thôi. Đừng. Để em cho hai. Để anh cho vào cháo em ăn đúng không? Anh cho hai xì rồi em đừng. Không, đừng, xịt đừng. Vào cháo như thế không em ấy. Anh không mấy như thế đâu, phải xịt từ cái nhà. Ôi trời ơi, chết mẹ rồi. Đừng. Thôi, đừng, tôi chết rồi. Đi. Ui. Đi mẹ cả hai đứa chứ. Đi. Nhưng mà bây giờ chưa có hứng thú. Được, đợi tầm 15 phút sau là anh thử ra em. Cho em tới nóc cửa, tới nãy luôn em ơi. Anh em không đợi được thì đấy là tùy em. Nhưng mà bây giờ anh chưa tới nóc. Bây giờ anh đang như thế này thì tí nó mới như thế này được chứ. Thôi, thế từ đã. Anh cũng gọi là cũng chuẩn bị rồi. Thôi mọi người ơi. Bye bye mọi người nha. Đấy, con vợ mình nó cho cả mình luôn rồi. Chết rồi. Quả này thì gọi là tới nái luôn. Tới nắp luôn rồi mọi người ơi. Thôi từ. Làm gì mà vội mà vàng. Đi đâu mà vội mà vàng. Mày vấp phải vàng mà choàng phải dây. Thôi mọi người ơi, đấy. Ôi con vợ mình nó chơi luôn cả mình rồi mọi người. Thôi quả này thôi toa mình luôn rồi. Mình một giọt thì thôi chắc không sao đâu. Chắc chỉ loanh quanh tầm tiếng của mọi người. Ôi bye bye mọi người nhá. Hẹn mọi người vào clip xe lý tiếp theo mọi người nha. Ấy, bạn nào mà thấy clip mình hay thì nhớ cho mình xin đăng ký kênh. Ôi, Nhưng Anh. Cho mình xin đăng ký kênh một like. Nói nhở ơi nhỉ. Nhưng Anh. Từ từ cái gì phải từ từ vội vàng thế nhỉ. Bye bye.